Chiều nay, ngày 1 tháng 12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội thành phố năm 2021, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, tuy đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng vẫn phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, tranh thủ sự chỉ đạo hỗ trợ của Trung ương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, vừa đẩy mạnh thuốc đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế. GDP cả năm 2021 ước tăng được 0,18% so với năm 2020. Một số ngành lĩnh vực kinh tế quan trọng vẫn giữ được mức tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp duy trì tương đối hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo được việc làm cho người lao động, hoạt động sản xuất, xuất khẩu tăng trưởng cao trên 12% so với năm 2020, nhất là lĩnh vực xuất khẩu phần mềm. Thu hút đầu tư những dự án có chất lượng cao, tập trung quyết liệt việc thu ngân sách, đến nay đã đạt được 97,9% dự toán, phấn đấu đến hết năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao. Tiến độ các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, việc chăm lo cho đời sống của các tầng lớp nhân dân được đảm bảo. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng kiến nghị chính phủ 18 nội dung, chia thành 6 nhóm vấn đề, nổi bật là đề xuất các cơ chế chính sách để cụ thể hóa nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố, giải quyết những dự án phát triển hạ tầng trọng điểm và phục vụ phát triển kinh tế vùng và thành phố Đà Nẵng, giải quyết chế độ chính sách cán bộ, xử lý vướng mắc trong thực hiện các kết luận của thanh tra chính phủ, tháo gỡ các nút thắt về đất đai trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn thành phố. Qua nghe các ý kiến đề xuất thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trên các mặt công tác, nhất là biểu dương sự đoàn kết, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến sự phát triển của Đà Nẵng thời gian qua. Từ đó, Thủ tướng đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa trong việc khắc phục những hạn chế, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2022. Trong đó, quan trọng nhất là Đà Nẵng và các bộ, ngành trung ương phối hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương, tiếp tục phát huy mạnh mẽ bản lĩnh người Đà Nẵng để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay. Đà Nẵng phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình, đặc biệt là cái tinh thần tự lực tự cường. Chứ các ông chỉ xin cơ chế thôi, mà cơ chế thì chủ trương thì của Đảng có rồi, rồi là các cái cơ chế nghị quyết của Quốc hội có rồi, thì các ông chỉ phải tự lực tự cường xác định tổ chức thực hiện lại và phải biến công mình có, mình có thì thế, báo cáo với các ông chỉ thế. Vì Đà Nẵng đã có cái truyền thống thế này rồi. Thủ tướng đề nghị thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, thực sự vì nhân dân phục vụ, tiếp tục phòng chống hiệu quả COVID-19 trên địa bàn, nắm chắc tình hình, lấy thực tiễn làm thước đo để vận hành linh hoạt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, chú trọng bảo tồn và phát triển văn hóa, cân bằng hài hòa các ngành kinh tế và quan trọng hơn là phải tìm ra động lực mới để phát triển trong tình hình hiện nay. Ngoài cái dịch vụ ra thì chúng ta phải nghiên cứu phát triển cái công nghiệp, nhưng mà công nghiệp vì là đất đai của Đà Nẵng nó có hạn, cho nên phải đi vào công nghệ cao, đi vào đổi mới sáng tạo là đúng rồi, để tìm ra cái động lực mới cho sự phát triển mà dựa vào đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Nó vì không gian của Đà Nẵng nó hẹp, dịch vụ thì chiếm cao, thì bây giờ phải đất đai nó có hạn thôi thì phải nghĩ đến đổi mới sáng tạo. Đối với những vấn đề thành phố Đà Nẵng kiến nghị, đề xuất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Văn phòng Chính phủ sớm có báo cáo tổng hợp, đồng thời giao các bộ ngành liên quan tập trung xem xét, phối hợp với địa phương với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo động lực mới cho Đà Nẵng tiếp tục phát triển xứng tầm với tiềm năng, vị thế của mình, cũng như xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước đối với Đà Nẵng trong thời gian đến.